Vâng rồi, lời nói đầu tiên em xin được chào đại gia đình đam mê mai vàng rừng của em nha. Thì cả nhà ơi, hôm nay em tiếp tục giao lưu với nhà một số phôi mai mới và phôi mai đã kéo nhựa rồi. Đó cả nhà ha. Vì và thì cũng như mấy lần trước rồi cả nhà, thì đã bao gồm phí vận chuyển đó, và cả nhà có đang có nhu cầu gửi lại bên vườn, bên em vẫn hỗ trợ cả nhà nha. Đó, vẫn hỗ trợ cho cái nhà gửi lại vườn, hay khi mà cái nhà bận công việc hay là chưa có thời gian trồng thì cứ gửi lại vườn cái nhà, thì cái chi phí có thể nó phát sinh thêm vì em phải thuốc kích rồi chất trồng, sau khi bứng lên thì cái đồng nó to hơn nữa, vì thế nên nó phát sinh một số chi phí. Thì cái này cái là mình có thỏa thuận với nhau trong qua Zalo bên góc trái màn hình là 0948 016 160 ở nhà nha. Ở nhà nó phôi nó khỏe rồi nha, kéo nhựa mạnh đó nha, xanh âm luôn. Rồi, với cái mã là K1 bắt đầu vào số số đó chị. Cây trực cái nha. 43. 43 hoành. Cao 51. Cao là 51 cái nha. Bầu đế 38. Bầu đế 38 xuyên dòng chị. Đó. Ok cái nhà mình đây. Rồi, phía đây là nó có một cái lũa cái nha ha. Phía đây có cái lũa cái nha. Có củ cốc ở trong đây luôn nha. Có cốc nhỏ này nè. Đây, đũa cái nha. Đó, K1. Với cái mã là K1 của tối hôm nay thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cái nhà chỉ có là 850k. 850k đã bao gồm phí vận chuyển 850k cho cái mã là K1. Đến với cái mã K2 cái nha. Bọn số đó chị. Cái này kéo nhựa mạnh ha, đế đẹp cái nha. Nhựa kéo xanh này nha. Hoành 30. 30 hoành cái nha ơi. Cao 51. Cao là 51. Bầu đế 36. Bầu đế là 36. Xin dòng chị. Nhựa kéo quá mạnh cái nha. Cây quái cái nha. Cây quái. Phía đây có cái lũa cái nha nha. Xoay chị. Đây, nhựa kéo mạnh quá. Đây, phía đây nó có cái miếng lũa đây cái nha. Rồi, 800k. 800k cho cái mã là K1, một cây đế quá đẹp cái nha. Đấy rất ok cái nha. Đó, chỉ có 800k, 800k cho cái mã là K2 của chúng ta. Tục đến với cái mã là K3, vòng số đó chị. Cây đế cũng khá hay cái nha. Đây cành ok. 46 hoành. 46 hoành, rất khá là to cái nha. Cao 55. Cao 55. Vừa kéo quá kéo. Bầu đế 39. Bầu đế là 39 cái nhà nha. Vừa kéo mạnh quá mạnh luôn nha. Xanh ha, xanh rì luôn ha. Ok nha. Rồi, phía bên đây là có cái mảng lũa cả nha. Phía này có cái mảng lũa nha. À, cái chi nó bể nha. Tới đây hết cả nha. Mảng lũa ha. Đấy ok luôn. Quá ok cả nha. Xoay chị. K3. Tay cành ok, cây già chát luôn cả nhà mình ơi. 46 hoành. 46 hoành. Rồi, bộ rễ đây. Rễ khá là mạnh nha ha. 1 2 3 rễ. Còn rễ này cái dòng này rễ 2 tầng 3 tầng. Và rồi, với cái mã là K3 này thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 1.300k, 1.300k đã bao gồm phí vận chuyển. Tiếp tục đến với cái mã K4 luôn cả nhà. Nhựa quá dữ. Ra mầm luôn cả nhà ơi. Mầm nhiều quá cả nhà. Đó. Những cái chi nhỏ nó ra mầm trước cái nha ha. Nhỏ ra mầm. Bóng mầm. Nhiều quá. Quá quá sung. Nè, mầm li ti. Nhiều nha. Mầm hít li ti nhiều. Ủa rồi, vào số đó chị. À, 42. 42 hoành cái nha ơi. Cao 70. Cao 70. Bầu đế 38. Rồi, xoay vòng chị. Quá là ok nha, bao nhựa ok luôn, K4 này rồi, tuyệt vời ha. Tài cành cũng quá là khá là mình. Rồi, với cái mã là K4 này thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với nhà là 1.300k, 1.300k đã bao gồm phí vận chuyển. Tiếp tục đến với cái mã là K5 của chúng ta luôn đó nha. Còn số đó chị. K5 kéo nhựa rồi nha, nhựa không kéo rồi.
Hoành 34. Nhiều chớm. 34 hoành. Cao 45. Cao 45. Bầu đế 44. Bầu đế là 44. Rồi 550k. Quá rẻ luôn. Có một cây mai to chơi cái này. 550k. 550k đã bao gồm phí vận chuyển cho cái mã là K5 của chúng ta cả nhà. Đó. Chỉ có 550k và rồi em xin phép xuất lực với cái mã là K5. Tiếp tục đến với cái mã là K6 nha. Quan số chị. Quá ồn luôn. K6 nha cả nhà. Chủng bonsai. 50 hoành. 50 hoành cả nhà. Khá là to. Cao là 85. Bầu đế là 47. Quá dữ nha. Kỳ quá, chị khéo luôn nha ơi. K5 là quá ok cả nhà. Ồ, sorry cả nhà, K6 cả nhà nha. Sorry. K6 cả nhà mình ơi. Đây, xì bộ đế cả nhà ngắm nha. Quá trời rễ cả nhà. Thôi không rễ nữa ra. À, rễ bao nhựa luôn nha. Rễ bao nhựa cái nha. Một nè ha. Hai nè cái nha, cái rễ này nè không? Hai nè không? Full luôn. Hai nè. Ba nè. Bốn. Năm. Sáu. Sáu rễ. Hiện tại trên nổi trên mặt này chúng ta thấy sáu rễ nè. À, sáu rễ quá đẹp đó nha. Rễ thì quá ok nha. Rồi phía đây nó có cái mảng lũa đây cả nhà. Lũa đâu cả nhà nha, chứ không có bọng nữa nha. Cái lũa đây nó xịt. Đó, ngoài ra cây đặc cả nhà ha. Có lũa. Xây chị. Quá đẹp cả nhà. Cây này là bonsai quá ok cả nhà. Rồi, với cái mã K6 hoành 50 thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 2400k, 2400k, 2400k. Đã bao gồm phí vận chuyển ở nhà nha, 2400k. Quá ok, cây quá đẹp ở nhà, xinh hơn nha. Chỉ có 2400k. Cây quá ok là của nhà mình đây. Rồi, rồi em xin phép xuống clip với cái mã là K6. Tiếp tục đến vùng cốc siêu lùng lực luôn đó nha. Đặc tu luôn đó nha. Siêu lùng lực đặc tu luôn nha. Đế đẹp luôn, rễ quá trời rễ luôn. Vào số đó chị. Xéo thước chị, đâu 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 gì được. 51 hoành cả nhà mình ơi. Cao 35. Bầu đế là 38. Quá trời nhiều rồi. Cây nó rễ nhiều. Quá trời rễ cả nhà. Cây này rễ à, nguyên cái bầu đế nè. Rễ nè. Cứ rễ trồi dần rễ cám dữ dần luôn cả nhà. Đây dần. Quá trời rễ cám trời. Đây nè. Quá xa rễ. Ở đây còn cái rễ to lắm cả nhà. Nó nằm ở dưới đây cả nhà. Đây nè, đầu rễ nhà ấn cho thấy nè. Quá xa rễ, lung lực. Quá đã cả nhà. Bao nhựa mạnh luôn, đặc tu luôn. 51 hoành. Không chơi là chơi cái gì nữa cả nhà. 51 hoành, siêu lung lực của nhà. Lâu lâu con cây em nha. Rễ khỏe luôn. Rồi, với cái mã là K7 này thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với nhà là 2500k, đã bao gồm phí vận chuyển 2500k cho cái mã là K7. Tiếp tục đến với cái mã là K8 của chúng ta cả nhà. Quá ok cả nhà, cây này bộ đế đẹp quá đẹp cả nhà. Một gốc bay. Một gốc bay, bộ đế quá đẹp cả nhà mình đây. Đế dữ dằn cả nhà. Đây, đứng người gốc này cả nhà. Bộ đế quá đẹp cả nhà. Wow, thông số đi chị. Bốn mươi chín hoành cả nhà ơi. Cao là 70. Tàn bay là 65 cả nhà mình đây. Xoay vòng vòng chị. Đó. Dưới đây có lũa sẹt đây cả nhà nha. Đây nè, quan coi. Đó, có cái mảng lũa này hai ngón tay cả nhà. Đó, ba ngón tay ha. Lũa là ba ngón tay ha. Khoảng 7 cm. Ok. Rồi, đi thì có một vết lũa tóm da cả nhà nha. À, xíu à. Tóm da. K8 này.
hoành nhiêu chị quên rồi, 49 hoành cái nhà nha, cây khá là to. Và rồi với cái mã là K8 này thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với nhà là 1800k, 1800k. Vậy bộ đế quá đẹp cái nhà mình này, chỉ có 1800k, 1800k, bộ đế quá đẹp cái nhà, 1800k cho cái mã là K8. Đây có cái rễ nữa cái nhà này, chưa vệ sinh ha, em còn cái rễ lớn này nữa nè. 1800k đã bao gồm phí vận chuyển ở nhà nha, với cái mã là K8. Tiếp tục đến với một gốc bay lùng lực với cái mã là K9. Vào số đó chị. Quá wow, tay cành rút quá rút cả nhà. Cây này nuôi ra cây đã tới luôn cả nhà. Quá lực. 47 hoành. 47 hoành cả nhà. Cao 43. Cao là 43. Bầu đế 38. Bầu đế là 38. Ngon lành cái nhà, tay cành rút đế giữ luôn nha. 1, 2, 3, 4, 5 rễ nha, tay cành rút quá dữ. Ở đây nó có đặt cây đặt cái nhà nha, có mấy cái lũa sực sẹt đây thôi nha, mấy lũa sực sẹt đây thôi. Tay cành rút quá dữ nha. Rồi với cái mã là K9 này thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với nhà là 2200k, 2200k đã bao gồm phí vận chuyển. Tục đến với cái bay lùng lực với cái mã là K10, vào số đó chị. Wow, ok cả nhà, quá lực. 41 hoành cả nhà mình đây. Cao 35. Cao là 35. Bầu đế 36. Bầu đế là 36. Tàn bay 42. Tàn bay là 42 cả nhà. À, cây đã luôn nha, để giữ luôn nha, làm mấy cây bay lùng lực quá phê luôn, quá đẹp cả nhà mình đây. Và rồi với cái mã là K10 này thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 1800k, 1800k cho cái mã là K10, cây bay quá đẹp cả nhà mình đây. Tục đến với một gốc quá đẹp cả nhà ơi, lâu hồi lâu rồi mới thấy một cây quá đẹp luôn, gốc mai mình cái này tay cạnh dòm thấy quá cổ luôn nha. Qua một số chị, cây đặc hay cái nha, cây chúng ta cây đặc nha, đế đẹp luôn. Hoành 55. 55 hoành cái nhà mình đây. Cao là 1,5 m cái nhà nha. Bầu đế 46. Bầu đế là 46. Ok, vui quá đẹp quá nhà, cây lắc đẹp quá đẹp quá nhà. Quá wow, ok. Cây lắc đẹp quá cái nhà này. Nhìn phê quá. Quay quá nha. Đây, đế cái nhà. Quá già chát luôn. Ở đây có mẻ miếng nha. Cái chi nó hủy nha. Rễ quá xá rễ nha, cây này rễ quá khỏe, đúng khỏe luôn nha. Dạ chắc rễ rõ khỏe luôn, nhìn cây ghiền người ta nha, dòm thế thần, nhìn cây ghiền quá, ghiền cả nhà mình đây. Đế đẹp, tay cành chuẩn, quá wow, ok cả nhà. Cây này ghép ra cây một cái tới công chuyện nha, cây quá cổ nha. Rồi em sẽ xuống clip với cái mã là K11 cả nhà mình đây. Tiếp tục đến với cái mã là K12, một cây tàn đặc cả nhà ha, giót đỉnh luôn. Vào số đó chị, cây tàn ok luôn cả nhà mình đây. Hoành 51 hoành, khá là to cả nhà ha. À, cái đó cao tầm 1m6 cả nhà ơi, cao 1m6 cả nhà. Bầu đế, ồ cái này à, không hơn 1m6 á. Này có 1m7 cái nhà. Nãy em đứng ở dưới mà nó cao hơn đầu em mà. Xoay. Cây đặt cái nhà ha. Đầu con cây tàn quá ok luôn. 51 hành, khá là to. Cây đặt luôn cả nhà ơi. Quá êm.
Rồi. Với cái mã là K12 này thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 2800k đã bao gồm phí vận chuyển cả nhà nha. Cây quá là to thôi nha, một cây tàn quá ok ha. Chỉ có 2800k thôi các mình ơi. Rồi em xin phép xuống clip với cái mã là K12. Và K12 cũng đã kết thúc clip của tối hôm nay. Em chúc cả nhà có nhiều niềm vui hạnh phúc bên mái ấm gia đình. Hãy nhớ ủng hộ bên em nha. Có lượt tương tác. Nói chung là mình bán tận tâm. Cả nhà có thể gửi lại cho em luôn, an toàn thì cứ gửi lại cho em cả nhà ha. Trách nhiệm em giữ hết. Vì bên em là giữ lại chồng cho cái nhà bao sống cả nhà ha. Nhiều cái là anh em làm nhiệt tình hết hết khả năng luôn. Rất mong được sự yêu thương ủng hộ cả nhà. Rồi, em xin chào tạm biệt, chúc cả nhà một đêm tối buổi tối đầy niềm vui. Và em xin phép xuống clip cả nhà nha.